cảm xúc. Để tim em thôi thôi đành trải đá, và rồi để em đã yêu lại sai với có điều ngày xưa giờ chẳng ta nhạt phai. Héo hoa đang từng đêm bạn với cô đơn. Xin chào quý vị và các bạn. Em xin giới thiệu với các bạn một cái dòng loa Bluetooth nhé. Dòng này dòng hàng nội địa của Nhật. Sản xuất ở tại China nhưng mà nó là dòng nội địa của Nhật nha quý vị nhé. Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mong em từ lâu về đây cùng. Hay do kết nối với điện thoại nghe rất hay. Có thể mang vác này. Chẳng biết nhớ gì mà cứ nhớ rồi cứ khóc lệ thôi. Chẳng biết khóc ai vì ai đã chẳng còn nữa mà cứ ngỡ ai vẫn đau đớn. Yêu tìm lối thoát, tìm bàn tay, tìm bờ vai, tay đã muốn tay mà vẫn nhớ rồi cứ ngỡ chỉ là mơ. Yêu đã tan rồi mà rơi thoát, tìm không thấy giờ ngồi đây. Cộng 3.5. Ai khóc nỗi đau này. Đây là cái nút bật tắt nguồn và kết nối điều khiển qua điện thoại luôn này. To nhỏ. Maximum volume. Hãy cho em xin lại nụ hôn để em được hóng bờ mông đã khô. Hãy cho em thêm một câu nói rồi lời lừa dối nhưng hai đôi còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia. Đã mang em từ lâu về đây ngủ sâu, đã giam em cùng với niềm nhớ thương ngày rồi chờ đợi mãi. Vì có thể đặt điện thoại xong rồi thì chúng ta xách cái loa này, đeo cái loa này nghe nó rất hay đấy. Ví dụ một cái căn phòng khoảng tầm 20m2, 20m2 hoặc là đến 30m2, cái loa này phát ra nghe tiếng rất hay nhé. Đây của nó là có công suất là 3W này, cái dung tích điện là 500W này, 500mA này. Đó. Cái dòng này nó khác với những dòng mà hàng China nhé quý vị nhé. Hàng China thì chất lượng âm thanh nó sẽ rất kém, nhưng mà hàng này nó là hàng của Nhật. Đó. Sản xuất tại China nhưng mà hàng của Nhật, cho nên chất lượng âm thanh của nó phải đạt tiêu chuẩn của Nhật. Và dòng của Nhật thì quý vị biết rồi đấy, nghe nhạc thì nó hay hơn những cái dòng khác rất là nhiều. Đây, chất lượng âm thanh tiếng nghe rất là hay nhé. Đấy, chi tiết không ạ? Ok nhé, cái này thì em bán cho quý vị giá rẻ nhé. Đấy, những con này thì trước bình thường toàn là 400-450 thôi, nhưng mà con này em bán cho quý vị chỉ có 250.000 một cái này thôi nhé. Quý vị và các bạn nào lấy thì alo cho em, số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.